Ông Trump bình luận về việc tham gia tranh luận trực tiếp với bà Harris. Ông Trump triển khai chiến dịch quảng cáo rầm rộ tại 6 tiểu bang. Sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu gây tranh cãi. Hải quân Nga bắt đầu tập trận quy mô lớn. Nga tấn công sân bay quân sự, phá hủy trạm radar của Ukraine. Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây có bình luận về khả năng tham gia một cuộc tranh luận trực tiếp với Phó Tổng thống bà Kamala Harris, người gần như nắm chắc vé trở thành ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News khi được hỏi về việc liệu ông có tranh luận với bà Harris, ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump nói, câu trả lời là có, có thể tôi sẽ tranh luận nhưng tôi cũng có thể không làm gì cả. Hiện ông Trump và bà Harris được cho là sẽ tham gia màn tranh luận trực tiếp do đài ABC tổ chức diễn ra vào ngày 10 tháng 9. Màn tranh luận này đã được đội ngũ chiến dịch của Tổng thống Biden và ông Trump xác nhận tham gia trước khi Tổng thống Biden có quyết định đột ngột dừng chiến dịch tái tranh cử. Ông Trump lý giải, ông có thể quyết định hủy cuộc tranh luận với bà Harris vì ông không muốn lan truyền thông tin giả mạo, đồng thời cho biết thêm đài ABC có thể kiếm được hàng triệu đô la Mỹ từ màn tranh luận. Trước đó, chiến dịch của ông Trump đã đưa ra một tuyên bố cho biết cựu Tổng thống sẽ không cam kết tham gia bất kỳ cuộc tranh luận nào trong tương lai cho đến khi ứng cử viên Dân Chủ được chính thức lựa chọn. Người phát ngôn chiến dịch của ông Trump, Stephen Chung cho biết trong một tuyên bố rằng do tình hình chính trị hỗn loạn xung quanh ông Joe Biden và Đảng Dân Chủ, các chi tiết của cuộc tranh luận tổng tuyển cử không thể được hoàn thiện cho đến khi Đảng dân chủ chính thức quyết định về ứng cử viên của họ. Về phần mình, bà Harris cho hay bà sẽ tham gia cuộc tranh luận của Đài ABC. Trong một cuộc phỏng vấn, bà Harris có nói rằng: "Tôi nghĩ rằng các cử tri xứng đáng được chứng kiến màn hình chia đôi sân khấu tranh luận tồn tại trong cuộc đua này. Vì vậy, tôi đã sẵn sàng bắt đầu thôi." Trước đó, ủy ban vận động tranh cử của phó tổng thống Kamala Harris người gần như chắc chắn sẽ được Đảng Dân Chủ đề cử là ứng viên Tổng thống thay cho ông Joe Biden đã gửi email đến cử tri với thông điệp. Nhiều người đang nói ông Donald Trump sợ tranh luận với bà Kamala Harris. Các trợ lý của Phó Tổng thống Mỹ còn chỉ trích ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đang tìm cách rút lui, hủy lịch, từ chối tham gia, trốn trong Mar-a-Lago để không phải tranh luận trên đài ABC sắp tới. Email dẫn lời thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro nói ông Trump sợ đối đầu với bà Harris, còn Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg nói ông Trump lộ tâm lý yếu đuối bất ngờ. Và mới đây nhất, Alan Lichman, một nhà nghiên cứu lịch sử chính trị, đã đưa ra dự đoán sơ bộ về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Ông Lichman nhấn mạnh, ông sẽ đưa ra dự đoán cuối cùng cho cuộc đua vào Nhà Trắng vào tháng 8 năm nay, khoảng 3 tháng trước ngày bầu cử, sau Đại hội Toàn quốc của Đảng Dân Chủ. Tuy nhiên, theo phân tích của ông, Phó Tổng thống Kamala Harris có khả năng sẽ giành chiến thắng. Theo Fox News, ông Lichman đã phát triển một công thức để đưa ra dự đoán về cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới và trong hầu hết các trường hợp, công thức mang tên chìa khóa Nhà Trắng này đều cho kết quả chuẩn xác. Chìa khóa Nhà Trắng của ông Lichman bao gồm 13 câu hỏi đúng hoặc sai mà ông tin rằng sẽ đưa ra dấu hiệu mạnh mẽ về người sẽ chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu mùa thu. Theo đó, nếu đảng kiểm soát Nhà Trắng được coi là thành công ở 8 chìa khóa trở lên, đảng đó được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng và duy trì quyền kiểm soát. Ngược lại, nếu đảng đương nhiệm bị coi là thất bại ở 6 tiêu chí trở lên, đảng đối phương sẽ giành chiến thắng. Tính đến thời điểm hiện tại, ông Lichman đã dự đoán đúng kết quả 9 trên 10 cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và được mệnh danh là nhà tiên tri. Nhóm hỗ trợ tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump, sẽ triển khai một chiến dịch quảng cáo rầm rộ với 10 triệu đô la Mỹ tại 6 tiểu bang chiến trường để nỗ lực giảm bớt sự nhiệt tình của các cử tri và quyên góp cho đối thủ là bà Kamala Harris. Đây là đợt quảng cáo lớn nhất của ông Trump kể từ tháng 1, thời điểm ông vẫn đang cạnh tranh với các đối thủ trong đảng để giành được đề cử. Từ khi tổng thống Joe Biden từ bỏ nỗ lực tái tranh cử và ủng hộ cấp phó, bà Harris nhanh chóng củng cố sự ủng hộ trong đảng Dân chủ và các nhà tài trợ lớn. Bà cũng đang khơi dậy một nguồn năng lượng mới trong các nhóm như cử tri trẻ mà ông Biden phải vật lộn để lấy lòng. Sau nhiều tháng tấn công vào sức khỏe và sự minh mẫn của tổng thống Biden, nhóm của ông Trump phải tìm một thông điệp mới chống lại bà Harris trẻ hơn và năng động hơn khi chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là đến cuộc bầu cử tổng thống. Trong diễn biến liên quan, trước khi quyết định chấm dứt chiến dịch tái tranh cử, ông Biden và ông Trump đã nhất trí sẽ tham gia hai cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa các ứng viên tổng thống trước bỏ phiếu. Trong cuộc tỷ thí đầu tiên do đài CNN tổ chức hồi cuối tháng 6, Ông Biden đã có màn thể hiện bị đánh giá là lép vế so với đối thủ Cộng hòa, khiến ông đối mặt với nhiều nghi ngại về vấn đề sức khỏe và tuổi tác cũng như làn sóng kêu gọi rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Hai chính khách dự kiến sẽ tham gia cuộc so tài hùng biện thứ hai do hãng thông tấn ABC chủ trì vào ngày 10 tháng 9. Xong, sau quyết định chấn động của ông Biden, bà Harris mong muốn thay Tổng thống sắp mãn nhiệm tham gia sự kiện. Tuy nhiên, ông Stephen Chung, giám đốc truyền thông cho chiến dịch vận động tái tranh cử của cựu Tổng thống Trump ra tuyên bố nhấn mạnh chi tiết về cuộc tranh luận giữa các ứng viên Tổng thống không thể được thông qua cho đến khi Đảng Dân Chủ chính thức quyết định về ứng cử viên đại diện sẽ không phù hợp khi liên lịch mọi thứ với bà Harris vì Đảng Dân Chủ hiện vẫn có thể thay đổi quyết định của họ. Theo báo Guardian, cựu Tổng thống Donald Trump tiết lộ muốn chuyển cuộc tranh luận cho hãng tin Fox tổ chức, đồng thời khẳng định ông sẵn sàng đối đầu với bà Harris nhiều hơn một lần tỷ phú Elon Musk đang phải đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ khi chia sẻ một video sử dụng công nghệ deepfake về chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trên nền tảng X trong bối cảnh thông tin chính trị sai lệch lan tràn. Theo đó, tài khoản cá nhân của ông Musk đăng một video trong đó lồng tiếng giả giọng bà Harris gọi Tổng thống Joe Biden là người già yếu hay tự nhận bản thân không biết gì về việc điều hành đất nước. Video ban đầu được đăng trên một tài khoản ủng hộ đảng bảo thủ và được gắn nhãn bản nhại, parody Chú thích video giữ hình ảnh gốc nhưng âm thanh được thay thế bằng giọng nói AI. Ông Musk đã chia sẻ lại mà không gắn nhãn chú thích như vậy. Có hơn 130 triệu lượt xem video do ông Musk chia sẻ. Bài đăng này bị cho là vi phạm chính sách của công ty X do chính ông sở hữu. Theo đó quy định cấm chia sẻ thông tin tổng hợp, bị thao túng hoặc không đúng ngữ cảnh mà có thể đánh lừa, gây hiểu nhầm và dẫn đến gây tổn hại cho người khác. Thống đốc bang California Gavin Newsom thuộc Đảng Dân chủ cho rằng video nói trên là bất hợp pháp. Đồng thời cho biết sẽ sớm ký một dự luật cấm các phương tiện truyền thông sử dụng các thông tin sai lệch tương tự. Với gần 192 triệu người theo dõi, tài khoản của tỷ phú Musk có sức ảnh hưởng lớn trên nền tảng X. Đầu tháng này, vị tỷ phú này đã ủng hộ ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump trong một bài đăng trên X, ngay sau vụ ám sát bất thành nhằm vào ông Trump tại một sự kiện vận động tranh cử ở bang Pennsylvania. Những thành viên Đảng Cộng hòa trong tuần qua đã công kích bà Harris, gọi đương kim phó tổng thống là ứng viên DEI ngụ ý rằng giới tính và sắc tộc là lý do bà được ưu tiên chọn làm ứng viên tổng thống của Đảng Dân Chủ. Ông Musk chưa bình luận về vụ việc này. Bà Mia Ehrenberg, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của bà Harris, đã chỉ trích ông Musk và cựu tổng thống Donald Trump. Bà Ehrenberg nói, chúng tôi tin rằng người dân Mỹ muốn có sự tự do, cơ hội và an toàn thực sự mà phó tổng thống Harris đang mang lại, không phải những lời dối trá giả tạo bị cắt ghép của Elon Musk và Donald Trump. Vụ bê bối xảy ra trong bối cảnh gia tăng quan ngại xung quanh thông tin sai lệch do AI tạo ra trước thêm cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Giới quan sát lo ngại, đây chỉ là một trong nhiều trường hợp lợi dụng AI để tạo ra những ấn phẩm truyền thông chứa tin giả hoặc nội dung gây hiểu nhầm có thể ảnh hưởng đến kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua cho biết có kế hoạch thúc đẩy một đạo luật nhằm mang lại những thay đổi cơ bản đối với Tòa án Tối cao Liên bang. Trong đó có việc giới hạn nhiệm kỳ và xây dựng bộ quy tắc đạo đức mang tính ràng buộc. Tổng thống Biden cho rằng phán quyết của tòa án tối cao cho phép tổng thống được hưởng các quyền miễn trừ lớn ngay cả khi phạm tội là một ví dụ của việc đưa ra quyết sách nguy hiểm và cực đoan, đặt tất cả người dân Mỹ trước những nguy cơ. Ngoài ra, tổng thống Biden cũng nêu bật một loạt vấn đề quan ngại về mặt đạo đức đe dọa sự liêm chính của tòa án. Được biết, tổng thống Biden sẽ có bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày ra đời đại luật quyền dân sự, trong đó nêu những đề xuất cải cách tòa án tối cao liên bang trong phát biểu của mình, Tổng thống Biden dự kiến nêu vấn đề nhiệm kỳ suốt đời của thẩm phán Tòa án tối cao liên bang đã cho phép Tổng thống bổ nhiệm có thể duy trì ảnh hưởng rất lâu, kể cả sau khi nhiệm kỳ kết thúc. Đề xuất quy trình bổ nhiệm của Tổng thống sẽ theo chu kỳ 2 năm một thẩm phán và nhiệm kỳ thẩm phán là 18 năm. Ngoài ra, Tổng thống Biden cũng đề xuất một bộ quy tắc đạo đức yêu cầu thẩm phán công khai các món quà, hạn chế hoạt động chính trị công khai và không tham gia những vụ việc mà người thân có xung đột với lợi ích. Tổng thống Biden cũng sẽ kêu gọi sửa đổi hiến pháp nhằm giới hạn quyền miễn trừ rộng rãi của Tổng thống mà 6 thẩm phán theo tư tưởng bảo thủ đã ủng hộ trong phán quyết công bố vào cuối tháng trước. Phó Tổng thống Mỹ bà Kamala Harris đã ca ngợi nỗ lực của Tổng thống Biden, khẳng định sẽ đồng hành với nhà lãnh đạo thứ 46 của Nhà Trắng trong nỗ lực này. Trong khi đó, đề xuất này đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phe Cộng hòa. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đã tuyên bố dự luật này sẽ không nhận được sự ủng hộ ngay cả khi được chỉnh lên Hạ viện. Ngoài ra, cựu Tổng thống Donald Trump hồi đầu tháng gọi ý tưởng cải cách tòa án tối cao của ông Biden là hành động tuyệt vọng của phe dân chủ nhằm đóng vai trò trọng tài. Ông cáo buộc đảng của ông Biden đang tìm cách can thiệp cuộc bầu cử tổng thống, tấn công nền tư pháp và các đối thủ chính trị. Trong khi đó, bà Elizabeth Warren, thượng nghị sĩ dân chủ đến từ bang Massachusetts, cho biết đề xuất cải cách của ông Biden là lời nhắc nhở với người dân Mỹ rằng khi họ bỏ phiếu vào tháng 11, tòa án tối cao cũng có tên trong lá phiếu. Ủy ban Ngân sách Hạ viện thông báo rằng Mỹ đã đạt đến một cột mốc đáng ngờ khác với nợ quốc gia vượt mốc 35.000 tỷ đô la Mỹ. Người đứng đầu Ủy ban Dân biểu Jody Arrington gọi sự phát triển này là cột mốc đáng báo động, thúc giục tăng cường trách nhiệm tài chính và chi tiêu để khắc phục tình trạng tăng trưởng nợ quốc gia đang gia tăng. Ông Arrington cho biết, chúng tôi buồn vì một cột mốc suy thoái tài chính khác của quốc gia hùng mạnh và thịnh vượng nhất lịch sử bày tỏ hy vọng rằng Đảng Cộng Hòa sẽ có thể bằng cách nào đó xoa dịu tình hình nếu ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Tôi tin rằng sự lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa vào năm 2025 là hy vọng cuối cùng của chúng ta để khôi phục trách nhiệm tài chính trước khi quá muộn. Nợ quốc gia của Mỹ đã tăng vọt trong những năm gần đây dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Joe Biden và người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Trump, người đã nhiều lần cam kết sẽ giảm nợ trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của mình. Khi ông Trump rời nhiệm sở, nợ đã tăng 8,4 nghìn tỷ đô la Mỹ lên 27,7 nghìn tỷ đô la Mỹ, hơn một nửa số tiền vay liên quan đến Covid-19. Xu hướng này tiếp tục dưới thời ông Biden hiện vượt qua mốc 35 nghìn tỷ đô la Mỹ. Mặc dù lãi suất vay có chậm lại đôi chút trong nửa đầu nhiệm kỳ của ông Biden so với thời ông Trump, nhưng hiện đã tăng tốc với việc Mỹ tăng thêm 1 nghìn tỷ đô la Mỹ nợ chỉ trong năm nay. Theo tính toán của ủy ban ngân sách hạ viện. Khoản nợ hiện tương đương với 104.497 đô la Mỹ cho mỗi người, 266.275 đô la Mỹ cho mỗi hộ gia đình và 483.889 đô la Mỹ cho mỗi trẻ em Mỹ. Trong 12 tháng qua, nợ đã tăng 2,35 nghìn tỷ đô la Mỹ với tốc độ tăng tương đương 74.401 đô la Mỹ nợ mới mỗi giây. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã chỉ trích gay gắt sự mất cân bằng dai dẳng của chính sách tài khóa Mỹ vào cuối tháng trước gọi thâm hụt ngân sách và tỷ lệ nợ của Washington là rủi ro ngày càng tăng đối với toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. IMF cho biết những khoản thâm hụt và nợ cao như vậy tạo ra rủi ro ngày càng tăng đối với nền kinh tế Mỹ và toàn cầu, có khả năng dẫn đến chi phí tài chính cao hơn và rủi ro ngày càng tăng đối với các nghĩa vụ đáo hạn. Đồng thời nói thêm rằng những khoản thâm hụt tài khóa kinh niên này đại diện cho sự mất cân bằng chính sách đáng kể và dai rằng cần được giải quyết khẩn cấp trong suốt nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên hội đồng bảo an liên hợp quốc của nga tháng này sự đối đầu giữa moscow và phương tây đã trở nên rõ nét hơn bao giờ hết từ các vấn đề ở gaza xung đột ở ukraine syri cho đến trật tự thế giới mới căng thẳng giữa các bên đã được thể hiện rõ nét đánh dấu một giai đoạn đầy mâu thuẫn và xung đột ngoại giao cuộc xung đột ở ukraine đã gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ phương tây trong tháng này khi nga nắm quyền điều hành chương trình nghị sự của hội đồng bảo an sự đối đầu đã trở nên công khai hơn thậm chí thể hiện qua các ngôn từ lạnh nhạt Phó Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood đã từ chối gọi Bộ trưởng Ngoại giao Nga hoặc bất kỳ nhà ngoại giao Nga nào khác là Ngài Chủ tịch, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tình trạng băng giá trong quan hệ giữa hai quốc gia. Các nhà ngoại giao Nga cũng không ngần ngại đáp trả. Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky tỏ ra tức giận khi đáp lại những phát biểu chỉ trích của ông Wood về Nga tại cuộc họp về Syria. Sự căng thẳng này càng củng cố cảm giác về một hội đồng bảo an thường xuyên bất đồng quan điểm trong những năm gần đây, nhưng vẫn có thể thông qua các nghị quyết về một số điểm nóng trên thế giới những cuộc khẩu chiến giữa các nhà ngoại giao Nga và phương Tây xuất hiện trong hầu hết mọi cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Khi Nga sử dụng cuộc họp mang tính dấu ấn của mình, do Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov chủ trì để thúc đẩy một trật tự thế giới dân chủ hơn. Với nhiều trung tâm quyền lực, các đại sứ phương Tây đã phản đối, nói rằng Moscow không nên nêu vấn đề này sau khi tiến hành các hoạt quân sự ở Ukraine. Khi Nga triệu tập cuộc họp vào giữa tuần trước để lên án việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, các nhà ngoại giao phương Tây đã cáo buộc Nga nhận vũ khí từ Triều Tiên và Iran, vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đồng thời chỉ trích Trung Quốc cung cấp vật liệu để hỗ trợ cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga, điều mà đại diện của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc đã phủ nhận. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an về Syria, Nga cáo buộc Mỹ và các đồng minh tìm cách gây bất ổn cho nước này bằng sự hiện diện bất hợp pháp của họ. Ông Út lại đổ lỗi Nga và Syria cản trở nỗ lực chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 13 năm của đất nước này. Tại cuộc họp về Ukraine vừa qua, Nga đã đề nghị cựu ngoại trưởng Áo Karin Knesel báo cáo tóm tắt lên hội đồng. Các nhà ngoại giao phương Tây coi đây là một sự cải thiện đáng chú ý mặc dù họ phản đối quan điểm của bà Knessel rằng việc cung cấp vũ khí của phương Tây cho Ukraine sẽ thúc đẩy một thị trường vũ khí không được kiểm soát ở Đông và Trung Âu, làm gia tăng tội phạm và khủng bố. Khi trả lời phỏng vấn của AP, đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia cho rằng nhiệm kỳ chủ tịch của Nga diễn ra suôn sẻ. Nhưng khi được hỏi về các cuộc tranh cãi về Mỹ và các đồng minh, đại sứ Nebenzia nói điều đó xảy ra bất kể có làm chủ tịch của Hội đồng Bảo an hay không. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Ấn Độ đang tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế với Nga, ngay cả khi nước này đang đối mặt với các lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan đến xung đột ở Ukraine. Nga và Ấn Độ đặt ra mục tiêu thương mại song phương đầy tham vọng là 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030, tăng 50% so với mức 66 tỷ đô la Mỹ hiện tại Thủ tướng Narendra Modi đã thăm Nga trong tháng này để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên của hai nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông kể từ khi Nga tiến hành hoạt động quân sự và mối quan hệ kinh tế của hai nước là chủ đề nổi bật trong các cuộc thảo luận với Tổng thống Vladimir Putin. Cựu Ngoại trưởng Ấn Độ Vinay Kawacha cho biết, ông Modi đã nêu lên nhu cầu mở rộng giỏ hàng hóa thương mại giữa hai nước và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho hàng hóa Ấn Độ cả trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Ông Ajay Srivastava, Đồng sáng lập của tổ chức nghiên cứu thương mại toàn cầu GTRI thông tin, mặc dù mục tiêu thương mại 100 tỷ đô la Mỹ có vẻ khả thi, nhưng mối quan tâm chính của Ấn Độ là về việc kiểm soát thâm hụt thương mại 57 tỷ đô la Mỹ và tìm kiếm một cơ chế thanh toán hiệu quả cho các giao dịch với Moscow. Trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024, xuất khẩu của New Delhi sang Moscow chỉ đạt 4,26 tỷ đô la Mỹ, trong khi nhập khẩu chủ yếu là dầu thô và sản phẩm dầu mỏ đạt 61,43 tỷ đô la Mỹ, tổng cộng 65,69 tỷ đô la Mỹ và nghiêng mạnh về phía Nga. Tổng giá trị thương mại này cũng tăng 33% so với mức 49,36 tỷ đô la Mỹ của năm trước. Ông Srivastava nhấn mạnh sự gia tăng mạnh mẽ trong nhập khẩu của Ấn Độ từ Nga dẫn đến mất cân bằng thương mại đáng kể. Trong khi đó, thâm hụt thương mại của Ấn Độ với Nga tăng từ 2,8 tỷ đô la Mỹ vào năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2021 trước khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine lên 57,2 tỷ đô la Mỹ hiện nay. Hai nước đang nỗ lực tăng cường thương mại bằng đồng rupee, rup để thay thế cho các cơ chế thanh toán quốc tế đã bị hạn chế do các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây đối với Nga. Đất nước Nam Á cũng đang tìm cách khai thác các cơ hội xuất khẩu lớn hơn như cung cấp các loại hàng hóa mà Nga không thể có được từ nước khác do các lệnh trừng phạt. Bộ trưởng Thương mại Ấn Độ Sunil Bhatwan cho biết nước này xem xét xuất khẩu các mặt hàng như điện tử, sản phẩm kỹ thuật, và các mặt hàng khác cũng như nhập khẩu dầu mỏ. Ấn Độ đã yêu cầu Nga xem xét một số rào cản phi thuế quan mà các nhà xuất khẩu của nước này phải đối mặt, chủ yếu trong các lĩnh vực như hải sản và dược phẩm. Lãnh đạo hai nước cũng thảo luận về việc thúc đẩy thỏa thuận thương mại giữa Ấn Độ và Liên minh kinh tế Á Âu mà hai nước đã tổ chức một vòng đàm phán. Sau cuộc gặp, cựu ngoại trưởng Ấn Độ dự đoán những việc này sẽ được đẩy nhanh trong thời gian tới. Kế hoạch xây dựng hệ thống phòng thủ kiểu vòm sắt (Iron Dome) của châu Âu tiếp tục gây tranh cãi sau khi Đức chọn hợp tác với một nhà sản xuất vũ khí của Israel để chế tạo lại vũ khí trị giá hàng tỷ euro chủ lực của nước này. Được nhất trí thành lập vào năm 2022, sau khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine, sáng kiến lá chắn bầu trời châu Âu bao gồm 21 quốc gia thành viên, trong đó có Vương quốc Anh, Hà Lan, Ba Lan, Hy Lạp và Phần Lan. Trong khuôn khổ sáng kiến, các thành viên đồng ý hợp tác trong quy trình mua sắm bảo trì và sử dụng các hệ thống phòng thủ để hỗ trợ lẫn nhau. Theo lời giới thiệu trên trang web chính thức của sáng kiến, các vũ khí mới sẽ được tích hợp vào sứ mệnh hiện có của NATO nhằm bảo vệ lãnh thổ liên minh trước bất kỳ mối đe dọa hoặc tấn công từ trên không hoặc tên lửa nào. Trọng tâm của sáng kiến này là Aero 3, hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ Israel có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa. Hệ thống vũ khí này đã chứng minh được năng lực của mình gần đây nhất khi Israel sử dụng nó để bắn hạ tên lửa Iran nhắm vào họ sau cuộc tấn công vào tòa nhà đại sứ quán Iran ở Syria hồi đầu năm nay. Trong một tuyên bố mới đây, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Liên bang Đức nói với Euronews Next rằng việc mua sắm vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch và không có gì thay đổi, bất chấp những đồn đoán cho rằng thương vụ có thể bị gián đoạn vì vũ khí có liên quan đến xung đột Gaza. Năm ngoái, Quốc hội Đức đã thông qua một thỏa thuận hợp tác trị giá 4 tỷ euro với công ty hàng không vũ trụ Israel, IAI, một bộ phận của lực lượng phòng vệ Israel, IDF, nhằm cung cấp hệ thống phòng thủ Arrow của nước này sau đó, phong trào Hồi giáo Hamas phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Israel, khơi mào xung đột ở Gaza, gây ra khủng hoảng nhân đạo trầm trọng tại dải đất bị phong tỏa của người Palestine. Thỏa thuận Arrow 3 đã được quốc hội Đức chính thức hóa vào tháng 11 cùng năm. Theo tài liệu quảng cáo của IAI, Arrow 3 là dòng tên lửa đánh chặn có chức năng giám sát, phát hiện, theo dõi và tiêu diệt các cuộc tấn công sắp tới bằng hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động. IAI tuyên bố Arrow 3 là hệ thống phòng thủ hợp lý nhất hiện có. Theo ông Sagan, phó chủ tịch quan hệ đối ngoại của IAI trả lời từ Defense News trong tuần này, công ty đã tăng ca và thuê thêm công nhân để lắp đặt hệ thống R3 ở Đức vào năm tới. Hiện Liên minh châu Âu, EU không có quyết định nào về việc ngừng nhập khẩu hoặc xuất khẩu vũ khí sang Israel do xung đột với Hamas, bất chấp lời kêu gọi cấm vận vũ khí từ Liên Hợp Quốc, 1.500 công chức EU và chính phủ Bỉ. Người phát ngôn của EU cho biết mọi quyết định xuất khẩu vũ khí đều do từng quốc gia thành viên đưa ra. Theo báo Neza Vissimaya Gazeta của Nga, Ba Lan sẽ khởi động chiến dịch quân sự bình minh phương Đông từ ngày mùng 1 tháng 8 để tăng cường an ninh. Chiến dịch không chỉ tập trung vào việc bảo vệ không phận Ba Lan mà còn có khả năng mở rộng phạm vi hoạt động đến miền Nam Ukraine với sự hỗ trợ từ Romania. Bộ Quốc phòng Ba Lan cũng thông báo về chiến dịch Safe Policy ở biên giới phía Đông, tăng cường số lượng binh sĩ tại đây từ 6.000 lên 17.000 người. Theo thư ký báo chí của Bộ Chỉ huy tác chiến lực lượng vũ trang Ba Lan, Jacek Gorizewski, mục tiêu của chiến dịch là giám sát không phận xác định và vô hiệu hóa các mối đe dọa tiềm ẩn ông gorizevsky nhấn mạnh rằng chiến dịch sẽ tăng cường khả năng phối hợp và hiệu quả hành động của các đơn vị thuộc bộ chỉ huy tác chiến cùng với việc hợp tác chặt chẽ với các đồng minh nato hành động của ba lan được xem là phản ứng trực tiếp trước các hoạt động quân sự của nga tại ukraine đặc biệt là nguy cơ vi phạm không phận ba lan từ các thiết bị bay không người lái uav của nga dù chưa có thông báo chính thức về việc bắn hạ uav nga trên bầu trời ukraine viễn cảnh này được đề cập trong thỏa thuận an ninh giữa ba lan và ukraine ký kết vừa qua tổng thống ukraine volodymyr zelensky là người đầu tiên đề cập đến khả năng này rumani có thể sẽ tham gia cùng ba lan trong việc đánh chặn các mục tiêu trên không phận ukraine hiện tại mỹ và nato tổ chức các cuộc diễn tập tại rumani bao gồm cả lực lượng không quân và phòng không sự tham gia của Rumani trong việc đối phó với các UAV Nga đã được nhắc đến sau khi phát hiện mảnh vỡ UAV trên lãnh thổ nước này. Việc tạo ra một chiếc ô phòng không trên không phận Ukraine có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Chuyên gia quân sự Nga, đại tá đã nghỉ hưu Vladimir Popov cho rằng các hành động này có thể liên quan đến việc chuyển giao máy bay F-16 của Mỹ sang Ukraine. Sự gia tăng của cuộc xung đột với sự tham gia của máy bay F-16 và thiết lập các vùng cấm bay ở miền nam và miền tây Ukraine là điều có thể xảy ra. Theo chuyên gia Popov, Ukraine với sự hỗ trợ của NATO đang chuẩn bị cho các kế hoạch tấn công và không có ý định đàm phán hòa bình với Moscow. Các sự kiện gần đây cho thấy xung đột nga-Ukraine đang tiếp tục gia tăng với sự can dự tích cực của các lực lượng quốc tế. Việc Ba Lan khởi động chiến dịch Bình Minh phương Đông và khả năng phối hợp với Romania trong việc đánh chặn các mục tiêu trên không phận Ukraine đặt ra nhiều thách thức với khu vực. Việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và các giải pháp ngoại giao sáng suốt từ tất cả các bên liên quan. Theo Ken Morijasu, phóng viên Nikkei Asia cho biết, Nhật Bản sẽ bán một số tên lửa Patriot do Nhật Bản sản xuất cho Hoa Kỳ với giá 3 tỷ yên, tương đương 19 triệu đô la Mỹ, để giúp bổ sung kho dự trữ của Hoa Kỳ đang cạn kiệt. Thỏa thuận được cơ quan mua sắm công nghệ và hậu cần Nhật Bản ATLA công bố vào Chủ nhật được đưa ra 7 tháng sau khi Nhật Bản quyết định chuyển giao một số hệ thống Patriot hiện có của lực lượng phòng vệ SDF theo yêu cầu của chính quyền Biden. Hiện số lượng chưa được tiết lộ, ATLA cho biết SDF sẽ sớm bán tên lửa Park 3 tiêu chuẩn cho quân đội Hoa Kỳ. Theo cơ quan nghiên cứu quốc hội, tên lửa Patriot là viết tắt của cụm từ radar theo dõi mảng pha để đánh chặn mục tiêu là hệ thống phòng không tiên tiến nhất của quân đội Hoa Kỳ có khả năng phát hiện và bắn hạ tên lửa đang bay tới. Tại Hoa Kỳ, hệ thống radar và mặt đất được sản xuất bởi RTX, trước đây là Raytheon Technologies, trong khi tên lửa đánh chặn do Lockheed Martin sản xuất. Mỗi năm, Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản sản xuất khoảng 30 tên lửa cho lực lượng phòng vệ trên không. SDF hiện sở hữu 3 loại tên lửa Patriot, Park 2, Park 3 và Park 3 MSE tiên tiến hơn, viết tắt của Missile Segment Enhancement một tên lửa pac 3 tiên tiến thường có giá trị khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Biến thể MSE có tầm bắn mở rộng lên đến 50%. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết trong thông cáo báo chí hôm Chủ nhật, hai nước đã xác nhận tên lửa pac 3 sẽ không được cung cấp cho các thực thể không phải của chính phủ Hoa Kỳ và chúng sẽ được bổ sung vào kho dự trữ của Hoa Kỳ. Tại cuộc họp 2 cộng 2 của các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng tại Tokyo vào Chủ nhật, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã nhất trí mở rộng sản xuất chung pac 3 MSE và bắt đầu sản xuất chung tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến, tiến Amraam theo chuyên gia Yuki Tachimi thành viên cấp cao tại trung tâm Stimson mặc dù quy mô chuyển giao Patriot có thể nhỏ điều quan trọng là phải tạo ra tiền lệ vị này cho biết với tín hiệu rõ ràng từ Hoa Kỳ về việc tăng cường hợp tác sản xuất ngành công nghiệp Nhật Bản có thể đầu tư nhiều hơn vào năng lực của mình ngoài ra theo một tuyên bố của các bộ trưởng nhu cầu về các loại vũ khí như vậy đang ở mức nghiêm trọng và những nỗ lực chung về hợp tác sản xuất sẽ là ưu tiên hàng đầu. Họ cũng nhất trí thành lập một sở chỉ huy lực lượng chung mới của Hoa Kỳ để đảm nhận trách nhiệm chính trong việc điều phối các hoạt động an ninh trong và xung quanh Nhật Bản. Vừa qua, hãng thông tấn Bernama của Malaysia dẫn lời thủ tướng Anwar Ibrahim cho biết, nước này đã gửi đơn đề nghị gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới BRICS. Theo thông báo, Malaysia đã gửi đơn đến Nga, nước hiện giữ cương vị chủ tịch luân phiên của BRICS trong đó bày tỏ sẵn sàng tham gia nhóm với tư cách nước thành viên hoặc đối tác chiến lược. Trước đó, Thủ tướng Ibrahim cũng đã tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang có chuyến thăm Malaysia. Theo ông An Hoa, cuộc hội đàm tập trung vào đơn xin nhập BRICS của Malaysia. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cam kết rằng, với tư cách là nước chủ tịch BRICS, Nga sẽ giúp Malaysia thúc đẩy mối quan tâm của quốc gia Đông Nam Á này đối với quan hệ đối tác của BRICS. Vào tháng 6, Malaysia xác nhận có kế hoạch gia nhập BRICS Ông Anwar đánh giá tổ chức quốc tế này có ý nghĩa chiến lược với Malaysia, đồng thời nhận định vị trí địa lý của nước mình sẽ mang lại nhiều lợi ích cho khối. Thủ tướng Anwar bình luận, phương Tây muốn kiểm soát quỹ đạo của thế giới, nhưng chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận điều này. Các quốc gia độc lập có quyền tự do bày tỏ nguyện vọng. Trật tự thế giới đơn cực không còn tồn tại. Sự trỗi dậy của BRICS và Trung Quốc đang mở ra niềm hy vọng mới về kiểm soát và cân bằng quyền lực toàn cầu. Ngoài Malaysia, một số quốc gia đã bày tỏ quan tâm gia nhập nhóm Hồi đầu tháng 7, Ngoại trưởng Venezuela Ivan Gil cho biết, ông và đại sứ Ấn Độ tại Caracas, Sri Piquei đã thảo luận về việc Venezuela dự định gia nhập BRICS. Venezuela hy vọng có thể gia nhập BRICS trong năm nay với tư cách là thành viên chính thức tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm được tổ chức vào tháng 10 ở Nga. Trong tháng 6, Bộ Ngoại giao Thái Lan cũng cho biết, nước này đã đệ đơn chính thức xin gia nhập BRICS tại cuộc họp cấp bộ trưởng của nhóm được tổ chức một tuần trước đó đồng thời hy vọng sớm được chấp nhận là thành viên BRICS tại cuộc họp thượng đỉnh sắp tới ở Nga. BRICS thành lập năm 2009 với thành viên ban đầu là các nền kinh tế mới nổi Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Nam Phi gia nhập năm 2010. Đến nay, nhóm này được mở rộng gồm Iran, Ai Cập, Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Tổ chức này đóng góp khoảng 25% GDP, 40% dân số và 20% thương mại toàn cầu. Hơn 20 quốc gia khác cũng đang bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS. BRICS được coi là đối trọng của G7 gồm Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italia. Ngoài việc hỗ trợ cho các thành viên, tổ chức này nhiều năm qua còn đặt mục tiêu tung ra đồng tiền chung, giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ. Năm 2015, họ thành lập NDB, giải pháp thay thế cho Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới WB, vốn do Mỹ và châu Âu thống trị nhưng sau 9 năm hoạt động, NDB chỉ cho vay được 33 tỷ đô la Mỹ, khá nhỏ so với IMF và VKB. Thưa quý vị, xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến với ngay phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Truyền thông Nga ngày 30 tháng 7 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng nước này cho biết, ba hạm đội của Hải quân Nga cùng một đội tàu đã bắt đầu tập trận theo kế hoạch với sự tham gia của 20.000 quân nhân và 300 tàu. Cuộc tập trận với sự tham gia của hạm đội phương Bắc, hạm đội Thái Bình Dương, hạm đội Baltic và đội tàu Caspian nhằm kiểm tra các cơ quan chỉ huy quân sự của Hải quân Nga. Theo thông báo ngày 29 tháng 7 của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tàu hộ tống Subrajiteni của hạm đội Baltic và tàu khu trục tiêu tác Giao của Hải quân Trung Quốc đã tập trận chung ở Vịnh Phần Lan. Theo thông báo, cuộc tập trận chung Nga-Trung theo mô hình Pasch đã diễn ra tại căn cứ Hải quân Leningrad của Hạm đội Baltic ở Vịnh Phần Lan. Mô hình Pasch là hình thức diễn tập trong đó các tàu chiến di chuyển theo đội hình và trao đổi liên lạc bằng các tín hiệu đèn, thiết bị vô tuyến nhằm đảm bảo khả năng phối hợp khi cần thiết. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh các thủy thủ đoàn thực hành sử dụng thiết bị vô tuyến để phát hiện rào chắn bằng mìn và phá hủy chúng bằng hệ thống pháo trên tàu đồng thời thực hành khoa mục huấn luyện tìm kiếm cứu nạn chung và hỗ trợ tàu mặt nước bị hư hại trong tình huống giả định có chiến tranh, cũng như cứu hộ thủy thủ đoàn trên mặt nước. Trước đó trong ngày hải quân Nga được kỷ niệm vào chủ nhật cuối cùng của tháng 7 tại Saint Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự cuộc duyệt binh và có bài phát biểu trên một tàu tuần tra. Sự hiện diện của ông Putin tại sự kiện này thể hiện tầm quan trọng của ngày hải quân đối với Nga, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ của ông đối với lực lượng hải quân. Bài phát biểu của ông Putin nhấn mạnh vai trò quan trọng của hải quân trong việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia của Nga. Theo RT, lễ duyệt binh kết thúc với màn bắn pháo hoa hoành tráng. Màn pháo hoa không chỉ là phần kết tuyệt vời trong một ngày kỷ niệm quan trọng mà còn là biểu tượng của sức mạnh và sự phồn thịnh của hải quân Nga. Cuộc duyệt binh tại Saint Petersburg năm nay không chỉ là dịp để tôn vinh lực lượng hải quân Nga mà còn là cơ hội để Nga thể hiện sức mạnh quân sự và sự đoàn kết với các đối tác quốc tế. Từ khi mở kế hoạch quân sự ở Ukraine tháng 2 năm 2022, Nga đã tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự riêng hoặc chung với các nước khác như Trung Quốc, Nam Phi Trong 2 tháng qua Nga cũng đã triển khai một loạt cuộc diễn tập Phóng tên lửa, vũ khí hạt nhân chiến thuật Nga cũng tăng cường huấn luyện quân sự Với Belarus, nước giáp biên giới Với cả Nga và Ukraine Bộ Quốc phòng Nga vừa xác nhận về Cuộc tấn công vào sân bay quân sự của Ukraine Gần Kharkov Trong đó mục tiêu bị tấn công là các trạm radar Của đối phương Cụ thể, Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố mới đây cho biết Các lực lượng hàng không chiến thuật máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh đã phá hủy một máy bay tấn công Su-25 của không quân Ukraine, trạm radar ATCR-33S và Skalam, đồng thời tấn công các điểm tập trung nhân lực và thiết bị của đối phương ở 127 khu vực. Theo dữ liệu mới nhất của Nga, các cuộc tấn công vào trạm radar được cường kích ném bom Su-34 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga thực hiện bằng tên lửa KH-35 radar ATCR 33S là một thành phần quan trọng của hệ thống phòng không Ukraine được sử dụng để kiểm soát không lưu của máy bay chiến đấu. ATCR 33S có thể được trang bị anten Parabol G33 hoặc anten mảng pha ALE, giải tần hoạt động từ 2.700 đến 2.900 MHz. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ hai quả bom dẫn đường Hammer, 5 tên lửa HIMARS và 68 máy bay không người lái. Đầu tháng 7, Trang tin avia.pro của Nga cũng đã đưa tin các lực lượng nước này đã phát hiện và phá hủy trạm radar P-18 Malachit được ngụy trang của quân đội Ukraine. Hoạt động này là một phần trong chiến lược làm suy yếu lực lượng phòng không Ukraine trước khi phương Tây bàn giao cho Kiev máy bay chiến đấu F-16. Radar P-18 Malachit được sử dụng để phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không. Việc phá hủy hệ thống này làm giảm đáng kể khả năng bảo vệ không phận của quân đội Ukraine. Nga đã sử dụng vũ khí chính xác cao tiến hành cuộc tấn công vào trạm radar này, giúp giảm thiểu rủi ro cho dân thường và cơ sở hạ tầng. Theo các nhà phân tích quân sự Nga, việc phá hủy một cách có hệ thống các cơ sở quan trọng như vậy sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine. Từ giờ cho đến khi Ukraine nhận được máy bay chiến đấu F-16 như đã hứa, các lực lượng vũ trang của nước này có thể bị mất đi một phần đáng kể khả năng phòng không và radar. Và điều đó sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng cho việc sử dụng hiệu quả máy bay mới. Vừa qua, một đoạn video do bộ quốc phòng Nga chia sẻ cho thấy, xe chở hệ thống pháo phản lực MLRS M270A1 di chuyển với tốc độ cao băng qua một cánh đồng. Lực lượng Nga nhanh chóng phát hiện mục tiêu, sử dụng tên lửa đạn đạo Iskander M tấn công. Xảy ra vụ nổ lớn và hỏa hoạn sau cuộc tấn công. Theo ước tính của quân đội Nga, đã có thương vong trong cuộc tấn công trong khi pháo M270A1 và một xe hộ tống đã bị phá hủy. Hệ thống MLRS M270A1 là phiên bản nâng cấp của HIMARS, có khả năng loại bỏ tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS cũng như các loại đạn có độ chính xác cao. Quân đội Nga tiến hành săn lùng tài sản có giá trị cao của Ukraine, bao gồm bệ phóng HIMARS. Trong những tuần gần đây, nhiều bệ phóng cùng loại đã bị phá hủy. Chúng bị phát hiện bởi máy bay không người lái giám sát sâu phía sau tiền tuyến. Các bệ phóng HIMARS từ lâu đã được Kiev tung hô là một trong những công cụ tầm xa tối ưu để tấn công tài sản quân sự của Nga, ví dụ như sân bay, kho đạn dược và điểm chỉ huy. Tuy nhiên, hệ thống này cũng thường xuyên được sử dụng để dàn dựng nhiều cuộc tấn công vào các cơ sở dân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga. HIMARS là hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao do Mỹ phát triển, cung cấp bệ phóng linh hoạt cho nhiều loại đạn khác nhau. Hệ thống này có thể phóng 6 tên lửa dòng MLRS hoặc một tên lửa chiến thuật ATACMS IMS được thiết kế để phản ứng nhanh chóng và chính xác trước nhiều mối đe dọa khác nhau trên chiến trường. Với trọng lượng khoảng 11 tấn, xe có thể đạt tốc độ tối đa trên đường 85 km/h, cho phép triển khai nhanh chóng ở các vùng xung đột. Trong khi đó, Iskander M là một trong những hệ thống tên lửa đạn đạo hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả. Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2m, đường kính 0,95m, trọng lượng bay 3,8 tấn, đầu đạn 380kg, có thể bay trên độ cao 50km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500km. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine mới đây xác nhận đã tấn công sân bay quân sự Saki của Nga tại bán đảo Crimea trong đêm sau khi truyền thông đưa tin về các vụ nổ trong khu vực. Trong tuyên bố, Bộ này nói rằng sân bay Saki của Nga là mục tiêu mới nhất mà Kiev nhắm tới và họ đang đánh giá tác động của cuộc tấn công này. Tuyên bố nêu, đây là một trong những sân bay mà Nga sử dụng để kiểm soát không phận, cụ thể là ở Biển Đen, và để tiến hành các cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine. Tuyên bố không nêu rõ loại vũ khí nào đã được sử dụng, nhưng cho biết cuộc tấn công do lực lượng tên lửa của Ukraine cùng với các lực lượng khác thực hiện. Một số kênh Telegram đưa tin sau khi người dân địa phương nghe thấy tiếng nổ, một vụ hỏa hoạn đã được báo cáo tại sân bay này. Vụ cháy được cho là do một cuộc tấn công và kho đạn dược tại sân bay. Trong đoạn video được ghi lại, có thể thấy một số hố đen giống vết cháy nổ trên sân bay Saki. Tuy nhiên, vì hình ảnh vệ tinh có độ phân giải không cao nên chưa thể đánh giá đầy đủ hậu quả vụ tấn công. Phía Ukraine cho biết thêm, căn cứ không quân Saki được bảo vệ bởi các hệ thống phòng không tiên tiến của Nga. Đây cũng là nơi tập kết nhiều máy bay Su-30. Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này. Được biết, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào Crimea trong những tháng gần đây. Ukraine xác nhận hạm đội biển đen của hải quân Nga có trụ sở chính tại Sevastopol trên bãi đảo Crimea đã buộc phải di chuyển các tàu chiến đến nơi neo đậu an toàn hơn ở các khu vực khác. Trong cuộc phỏng vấn với Guardian được công bố, tướng Oleksandr tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, Kiev đã có kế hoạch giành lại Crimea sau hơn một thập niên Nga sắp nhập bán đảo này. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine đã phá hủy các cơ sở radar và tên lửa của Nga ở Crimea. Mục tiêu chính của Ukraine là phá hủy tuyến đường bộ và đường sắt nối bán đảo Crimea với đất liền Nga. Crimea là bán đảo nằm ở phía nam Ukraine, giữ vị trí chiến lược trên Biển Đen. Bán đảo Crimea đã trở thành khu vực quan trọng giúp Nga mở kế hoạch quân sự tại Ukraine. Từ Crimea, Nga đã kiểm soát được một khu vực rộng lớn lãnh thổ ở miền nam Ukraine. Crimea hiện vẫn đóng vai trò như một căn cứ mà Nga triển khai máy bay và tàu chiến sát Ukraine. Tình trạng tương lai của bán đảo này được cho sẽ là một nội dung then chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine. Reuters dẫn lại tuyên bố của quân đội Ukraine cho biết Lực lượng nga đang tập trung các mũi tấn công chính đánh vào thành phố Pokrovsk ở vùng Donetsk. Đây cũng là lần đầu tiên Moscow tiến tới gần tuyến đường hậu cần chiến lược của Kiev ở Donetsk kể từ khi xung đột nổ ra. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết mặt trận Pokrovsk đang trở thành điểm giao tranh nóng nhất ở miền đông Ukraine. Lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 52 cuộc tấn công của nga tại khu vực này trong 24 giờ qua. Pokrovsk là một trung tâm hậu cần với dân số trước xung đột là 61.000 người. Thành phố này nằm trên tuyến đường tiếp tế quan trọng đến các cứ điểm phòng thủ quan trọng khác do Ukraine kiểm soát ở Donetsk, bao gồm thị trấn Chashovya và Kostyantinovka. Ông Serhiy Dobriak, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Pokrovsk, nói tính đến 29 tháng 7, các mũi tấn công của quân đội Nga chỉ còn cách thành phố chưa đến 20 km. Về phía đông bắc của thành phố, quân đội Nga đã tiến gần hơn đến con đường chiến lược. Moscow tuyên bố kiểm soát ngôi làng Lozhuvatsky nằm cách đó khoảng 6 km. Báo cáo của Bộ Tổng thống mưu các lực lượng vũ trang Ukraine nêu rõ, các cuộc tấn công của lực lượng Nga tập trung xung quanh khu vực Zelane và Novo Oleksandrovka, hai ngôi làng nằm ở phía đông Pokrovsk. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của họ cũng đã kiểm soát được các làng Progress, Yevhenovka và Votche, Cả ba khu định cư đều nằm ở phía đông Pokrovsk. Kiev hiện không bình luận về tuyên bố này. Ở một diễn biến khác, vừa qua Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã tới khu vực tiền tuyến Vodchansk thuộc đông bắc Kharkov, nơi lực lượng Moscow đang cố gắng đột phá Ông được cho là đang trao giải thưởng cấp nhà nước cho các binh sĩ và bắt tay họ trong một đoạn video được đăng cùng với tuyên bố. Vào tháng 5, quân đội Nga đã mở một mặt trận mới ở phía bắc khu vực này và nhanh chóng tiến sâu tới 10 km. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, gần đây Nga tiếp tục tiến hành các cuộc không kích ở các khu vực biên giới trong khu vực. Mặc dù các cuộc tấn công của Nga ở khu vực phía đông Donetsk Đô vẫn là mũi tấn công chính của Moscow, cuộc tấn công vào khu vực Kharkov đã làm căng thẳng lực lượng phòng thủ của Ukraine và buộc Kiev phải phân tán quân tiếp viện. Theo Reuters, trong chuyến đi tới vùng kharkov, ông zelensky cũng đến thăm thị trấn derhachi, cách thủ phủ vùng kharkov khoảng 15 km. cả hai khu định cư này thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom dẫn đường từ nga. army Reconnection dẫn báo cáo từ tài khoản x, chuck pifaro cho biết mỹ đã cung cấp cho ukraine tên lửa mồi nhử adm-160 mald và ukraine đã lắp đặt thành công tên lửa này trên máy bay chiến đấu mig-29, giúp tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu trên không. Phía Mỹ chưa chính thức xác nhận việc chuyển giao tên lửa mô nhử ADM-160 MALD cho Ukraine. Tuy nhiên, hồi tháng 5 năm 2023, xác của một tên lửa mô nhử ADM-160 MALD mẫu ADM-160B đã được phát hiện ở Lugansk sau một cuộc tấn công của Ukraine. Điều này cho thấy Ukraine có khả năng đã sử dụng những tên lửa mô nhử này trong một thời gian. ADM-160 MALD là vũ khí được sử dụng để đánh lừa hệ thống phòng không của đối phương. Tên lửa có thể lập trình, bắt trước máy bay của đối phương để gây nhầm lẫn cho hệ thống phòng không tích hợp IADS. Dù thiếu đầu đạn nổ hoặc khả năng tấn công, nhưng tên lửa này có ý nghĩa đáng kinh ngạc trong vai trò tấn công. Ông Chen Telenko, cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, AGM-160B MALD về cơ bản là một tên lửa hành trình, bom lượn nhỏ, được trang bị gây nhiễu radar, có khả năng phát bức xạ tín hiệu giống như trên bộ phận điều khiển hóa lực của các loại tên lửa. Sự xuất hiện của hệ thống này trong kho vũ khí của Ukraine có ý nghĩa rất lớn. AGM-160B-MALD là tên lửa hành trình thu nhỏ nhằm đánh lừa lực lượng phòng không đối phương hơn là có vai trò tấn công chủ động. Chúng có thể gây nhiễu radar của đối phương hoặc đánh lừa người điều khiển nghĩ rằng các mối đe dọa đang tiếp cận từ các hướng khác nhau, thường xuyên chuyển hướng sự chú ý của lực lượng phòng thủ khỏi các mối đe dọa thực sự sắp xảy ra. Có báo cáo cho rằng Ukraine đã sử dụng những mồi như này kết hợp với tên lửa tầm xa Storm Shadow với trọng lượng khoảng 136kg, AGM-160B-MALD, có thể được lập trình để sao chép các tín hiệu radar của máy bay và tên lửa khác nhau, từ đó đánh lừa hệ thống phòng không Nga. Tờ Investia cho biết, quân đội Nga vào tháng 1 đã phá hủy hai tên lửa ADM-160 MILD của Ukraine. Theo báo cáo của RIA Novosti, hệ thống dẫn đường quan tính với sự hỗ trợ của GPS sẽ giúp giữ tên lửa mô nhử ADM-160 MILD di chuyển theo đường đi đã được lập trình. Người điều khiển có thể chuyển hướng bất cứ lúc nào, ngay trước khi phóng. Do một tên lửa hành trình mô nhử ADM-160 MILD có giá lên tới 300.000 đô la Mỹ, nên Ukraine chỉ sử dụng loại vũ khí này trong nhiệm vụ phá hủy các mục tiêu có giá trị cao. Bởi vậy, việc các hệ thống phòng không Nga chạm trán với tên lửa này là rất ít khi xảy ra. Vì không nhìn thấy ADM-160 MILD trên giá treo của thêm kích MiG-29 trong bức ảnh đăng tải trên mạng xã hội, một số nhà quan sát cho rằng chiếc máy bay chiến đấu này có thể đang trở về sau một chuyến xuất kích. Hình ảnh này xuất hiện vào thời điểm giao tranh giữa Nga và Ukraine đang trở nên căng thẳng đặc biệt ở khu vực Kharkov. Các công ty khởi nghiệp ở Ukraine đang phát triển hệ thống trí tuệ nhân tạo AI để điều khiển máy bay không người lái UAV trên đường đua giành lợi thế công nghệ trong cuộc xung đột với Nga. Kiev hy vọng UAV có tích hợp AI sẽ chống lại tình trạng gây nhiễu tín hiệu ngày càng tăng của Nga trên chiến trường. Tiến bộ từ AI sẽ giúp UAV xác định mục tiêu, lao UAV vào mục tiêu, dẫn hướng và các chương trình phức tạp hơn bao gồm các nhóm UAV bầy đàn được kết nối với nhau. Swammer là một trong nhiều công ty công nghệ phát triển phần mềm liên kết một số lượng lớn UAV vượt quá khả năng kiểm soát của con người. Chỉ cần được bật đèn xanh, các UAV có thể hành động theo nhóm ngay lập tức. Giám đốc điều hành của Swammer, Sergei Kuprienko, cho biết bạn có 25 UAV đang tiếp cận vị trí của mình, bạn chỉ cần bắn trúng tất cả. Nghe thì đơn giản, nhưng nó sẽ phức tạp hơn nhiều khi bạn bắn trúng chiếc UAV đầu tiên và các UAV khác thay đổi ngay quỹ đạo và tấn công bạn từ các phía khác nhau. Tấn công bầy đàn do đó vừa mạnh mẽ vừa đáng sợ và đó là lý do tại sao mọi học thuyết quân sự hiện đại của phương Tây đều đưa tấn công bầy đàn vào kế hoạch hoặc chiến lược cho nhiều thập niên tới. Hệ thống quản lý drone bằng AI này có tên là Stix có thể điều khiển mạng lưới các drone trinh sát và drone tấn công với mọi kích thước từ bé đến lớn và đặc biệt là hoạt động cả trên không và trên mặt đất mỗi thiết bị bay không người lái đều có thể tự lập kế hoạch di chuyển và phán đoán hành vi của những thiết bị khác trong nhóm. Ngoài việc mở rộng quy mô hoạt động, ông Kuprienko cho biết việc tự động hóa các drone bằng AI sẽ giúp bảo vệ những người điều khiển thiết bị bay không người lái hoạt động gần tiền tuyến. Tuy nhiên, công nghệ của Swarmer vẫn đang được phát triển và mới chỉ được thử nghiệm trên thực địa ở quy mô hạn chế. Reuters dẫn nguồn tin nói rằng Ukraine dường như đã dùng AI trong các vụ tấn công bằng UAV tầm xa vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Một quan chức Ukraina giấu tên nói với Reuters rằng các cuộc tấn công đôi khi có sự tham gia của một dàn khoảng 20 máy bay không người lái. Một số UAV sẽ có nhiệm vụ đánh lạc hướng phòng không trên đường đi trong khi những chiếc khác sẽ lao tới mục tiêu để tấn công. Nguồn tin cho biết thêm để làm điều này, Ukraina sử dụng phần mềm AI với sự giám sát của con người để giúp phát hiện các mục tiêu hoặc mối đe dọa và lên kế hoạch cho các tuyến đường khả thi. Trong 3 tuần, Đức đã chuyển giao cho Ukraine 8 xe tăng Leopard 1A5 cùng nhiều phụ tùng thay thế. Leopard 1A5 là bản nâng cấp của các mẫu xe tăng Leopard đời cũ. Một số chiếc loại này được chế tạo từ những năm đầu thập niên 1960 do một tập đoàn bao gồm Porsche thiết kế. Đây là loại xe tăng chiến đấu do Đức sản xuất mà Đức hiện không dùng nữa, nhưng được Đức và các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO viện trợ cho Ukraine việc chuyển giao 8 xe tăng Leopard 1A5 vừa qua cho Ukraine nằm trong khuôn khổ dự án chung giữa Đức và Đan Mạch được thực hiện sau khi danh mục các mặt hàng quân sự cung cấp cho Kiev được công bố trên trang web của chính phủ Đức. Gói hỗ trợ mới cũng bao gồm 21.000 quả đạn pháo cho hệ thống phòng không tự hành Gepard và 10 máy bay không người lái khảo sát bề mặt. Ngoài ra, Berlin đã trao cho Kiev 2 xe cứu hộ bọc thép BG Panzer 2 cùng nhiều linh kiện thay thế, 10 radar giám sát mặt đất, 24.810 mũ bảo hiểm chiến đấu và một bệnh viện giã chiến. Đức là nhà cung cấp vũ khí lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Cho đến nay, ngoài việc phân bổ kinh phí hỗ trợ quân sự cho Kiev, Đức còn cam kết sẽ cung cấp khoảng 28 tỷ euro, tương đương, đương 30,2 tỷ đô la Mỹ viện trợ trong tương lai. Trong khi đó, chính quyền Nga nhiều lần tuyên bố việc các nước cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ không làm giảm quyết tâm của Moscow hoặc thay đổi tiến trình của kế hoạch quân sự ở Ukraine. Trong diễn biến liên quan, Hồi cuối tháng 5, người phát ngôn nội các Đức, ông Wolfgang Wagner đã xác nhận rằng Berlin sẽ cho phép Kiev sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga gần khu vực Kharkov. Ông Wagner cũng đảm bảo với các nhà báo Đức rằng sẽ không tham gia vào cuộc xung đột Ukraine. Người phát ngôn chính phủ Đức Stefan Hebesche thời điểm này cũng cho biết nước này và các đồng minh phương Tây đã nhất trí rằng Kiev có thể sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công Nga gần Kharkov. Vào tháng 6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tiết lộ liên minh này sẽ thành lập một trung tâm chỉ huy NATO tại Wiesbaden để phối hợp đào tạo, viện trợ trang thiết bị cho Ukraine và hỗ trợ cho sự phát triển lâu dài của lực lượng vũ trang Kiev. Trong khi đó, giao tranh đã gia tăng xung quanh thành phố Kharkov trong những tháng gần đây khi Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga từ khu vực này. Quân đội Nga tuyên bố sẽ có động thái phù hợp để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine. Thủ tướng Slovakia Robert Fico mới đây cảnh báo nếu hoạt động trung chuyển dầu thô của Nga qua Ukraine không được tiếp tục trong vài ngày tới, nhà máy lọc dầu Slovnaft ở thủ đô Bratislava của Slovakia sẽ ngừng xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine. Theo Thủ tướng Fico, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Denis Mihan và cuộc gặp với đại sứ Ukraine tại Slovakia, ông đã cảnh báo nếu Kiev không chấm dứt hành động chặn dầu thô của Nga trung chuyển qua Ukraine sang Slovakia và Hungary nhà máy lọc dầu Slovnaft sẽ không tiếp tục xuất khẩu dầu diesel sang Ukraine, vốn chiếm 10% nhu cầu tại quốc gia láng giềng phía đông đang có xung đột quân sự này. Người đứng đầu chính phủ Slovakia đánh giá hành động trên gây tổn hại cho cả Slovakia, Hungary và Ukraine, trong khi Nga thậm chí lại không cảm nhận được tác động của biện pháp này. Ông nhấn mạnh dư luận Slovakia có quan điểm rất xấu về quyết định của Ukraine hạn chế xuất khẩu dầu Nga, đồng thời nêu rõ bước đi của Kiev không thể thay đổi lập trường ủng hộ hòa bình của Bratislava liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Động thái này diễn ra sau khi Kiev đưa tập đoàn năng lượng lúc của Nga vào danh sách trừng phạt, cấm đưa dầu của tập đoàn này trải qua lãnh thổ Ukraine để trung chuyển vào châu Âu. Kết quả là Hungary và Slovakia đã mất nguồn cung quan trọng, ảnh hưởng tới an ninh năng lượng của họ. Trước đó, ông Fico cho biết đề xuất với người đồng cấp Ukraine Denis Mihan một giải pháp kỹ thuật để khôi phục dòng chảy dầu thô từ Nga. Ông không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về đề xuất của mình nhưng cho biết nó sẽ phải có sự tham gia của nhiều quốc gia. Ukraine đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Lukoil vào cuối tháng 6, bao gồm việc đóng băng tài sản, hạn chế hoạt động thương mại và áp dụng lệnh cấm đưa dầu của công ty Nga qua lãnh thổ. Theo tập đoàn MOL của Hungary, doanh nghiệp sở hữu Slupnav, dầu của Lukoil đã ngừng chảy qua Ukraine từ giữa tháng 7. Đây được xem là nỗ lực của Ukraine nhằm làm giảm doanh thu từ dầu mỏ của Nga, nhưng cũng gây ra thiệt hại cho Kiev vì họ sẽ mất đi khoản phí trung chuyển. Luxor cung cấp khoảng 50% lượng dầu được vận chuyển qua nhánh phía Nam của Rusbar, một trong những mạng lưới đường ống dài nhất thế giới. Các nhà cung cấp khác bao gồm Tanef, Gazpromneft thuộc sở hữu nhà nước của Nga, công ty tư nhân Rusneft và một số nhà sản xuất nhỏ. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba vừa qua đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc trong cuộc hội đàm ngoại trưởng kuleba tuyên bố ukraine sẵn sàng đàm phán với nga ông kuleba nhấn mạnh phía ukraine sẵn sàng tiến hành đối thoại và đàm phán với phía nga tất nhiên các cuộc đàm phán phải hợp lý và thực tế nhằm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài trong khi bộ ngoại giao ukraine cho biết ông kuleba đã thông qua về lập trường nhất quán của kiev trong giai đoạn phù hợp sẵn sàng đàm phán với moscow mới đây nhất tổng thống ukraine volodymyr zelensky nói trong cuộc phỏng vấn với đài NHK của Nhật Bản rằng sự kiên nhẫn, sự hỗ trợ và áp lực ngoại giao là ba yếu tố để kết thúc xung đột. Nếu Mỹ và các quốc gia châu Âu duy trì sự đoàn kết, sẽ có thêm áp lực và cho Moscow thấy rằng họ không có cơ hội nào cả. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh rằng ông không thể đáp lại lời kêu gọi ngừng bắn, trong khi Nga vẫn tiếp tục kiểm soát các vùng lãnh thổ của Ukraine. Ông vẫn tiếp tục kêu gọi các nước tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm các khí tài hạng nặng như máy bay chiến đấu và hệ thống phòng không nhằm đối phó Nga. Tổng thống Zelensky cũng cho biết Kiev sẽ bắt đầu thảo luận chi tiết với các quốc gia liên quan về toàn vẹn lãnh thổ và các vấn đề khác. Ông thông báo sẽ lập một kế hoạch hành động vì hòa bình vào cuối tháng 11. Theo đài RT đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga không chú ý nhiều đến tuyên bố của Ukraine rằng Kiev sẵn sàng đàm phán hòa bình với Moscow. Ông Lavrov đưa ra phát ngôn trên khi được phóng viên yêu cầu bình luận về những tuyên bố gần đây của các quan chức cấp cao Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba về việc sẵn sàng hòa đàm với Nga. Ông Lavrov nói, thành thật mà nói, tôi không nghe ai trong số họ cả. Ông Lavrov nói thêm rằng các phát ngôn của ông Kuleba không ngạc nhiên vì đây không phải là lần đầu tiên ông ấy nói điều này và có lúc ông ta nói hoàn toàn ngược lại. Theo hãng tin Reuters, trước đó, Ngoại trưởng Kuleba nói rằng Ukraine đã chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình với Nga với hai điều kiện là Kiev phải có mặt trong các cuộc đàm phán và Moscow phải tôn trọng, đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Sau đó, phát ngôn viên Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov phản hồi rằng Nga sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine nhưng có một số điểm cần phải làm rõ trước khi đàm phán hòa bình bao gồm địa vị của ông Zelensky và luật pháp của Ukraine. Ông Peskov nói thêm rằng một trở ngại khác là sắc lệnh cấm đàm phán giữa Kiev và giới lãnh đạo hiện tại ở Moscow được ông Zelensky ký hồi năm 2022. Theo ông Peskov, những lệnh cấm này hiện vẫn được áp dụng và nó làm cho khả năng đàm phán trở nên khó khăn vì vướng víu pháp lý. Quay trở lại với tình hình căng thẳng ở Trung Đông và những diễn biến nóng liên quan đến các cuộc xung đột trong khu vực, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây. Quan chức của Liban, Iran, các nhà ngoại giao Trung Đông và châu Âu cho biết, Washington đang vội vã ngăn chặn một cuộc chiến toàn diện giữa Israel với lực lượng Hezbollah của Liban sau vụ tấn công khiến nhiều người thiệt mạng vào cuối tuần qua. Israel và Mỹ cáo buộc Hezbollah gây ra vụ tấn công bằng rocket, nhưng lực lượng này phủ nhận trách nhiệm. Các nguồn tin giấu tên cho biết, trọng tâm của nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu là hạn chế phản ứng của Israel để nước này không đáp trả vào thủ đô Beirut đông dân, các vùng ngoại ô phía nam của thành phố vốn là trung tâm của Hezbollah hoặc các công trình quan trọng như sân bay và cầu. Phó chủ tịch Quốc hội Liban Elias Bou Saab cho biết đã liên lạc với nhà trung gian người Mỹ Amos Hochstein kể từ cuộc tấn công vào cao nguyên Golan vừa qua. Ông nói rằng Israel có thể ngăn chặn nguy cơ một cuộc chiến tổng lực. Nếu tránh tấn công vào thủ đô và vùng phụ cận của Beirut. Trong khi đó, các quan chức Israel cho biết, nước họ muốn đáp trả Hezbollah nhưng không muốn kéo khu vực vào cuộc chiến toàn diện. Tuy nhiên, hai nhà ngoại giao Trung Đông và châu Âu cho biết, Israel chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào về việc tránh các cuộc tấn công vào Beirut, vùng ngoại ô hoặc các cơ sở hạ tầng dân sự. Bộ ngoại giao Mỹ không bình luận về các chi tiết cụ thể của các cuộc đàm phán ngoại giao, nhưng khẳng định họ đang tìm kiếm một giải pháp lâu dài để chấm dứt mọi cuộc đấu súng xuyên biên giới người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói, sự ủng hộ của chúng tôi đối với an ninh của Israel là sắt đá và không lay chuyển trước mọi mối đe dọa do Iran hậu thuẫn, bao gồm cả Hezbollah. Israel có mọi quyền để đáp trả cuộc tấn công khốc liệt vào Golan, nhưng không ai muốn một cuộc chiến lớn hơn. Văn phòng Thủ tướng Israel và Hezbollah chưa bình luận về sự việc. Một quan chức Iran cho biết, Mỹ cũng đã truyền đạt thông điệp tới Tehran ít nhất 3 lần kể từ cuộc tấn công vào các nguyên Golan vừa qua, cảnh báo rằng việc gia tăng căng thẳng sẽ gây bất lợi cho tất cả các bên một nhà ngoại giao Pháp đối với Reuters rằng kể từ vụ tấn công Golan, Paris cũng tham gia vào việc truyền đạt thông điệp giữa Israel và Hezbollah để hạ nhiệt tình hình. Pháp có mối quan hệ lịch sử với Liban, nơi nằm dưới sự ủy trị của Pháp từ năm 1920 cho đến khi giành được độc lập vào năm 1943. Paris vẫn duy trì mối quan hệ chặt chẽ kể từ đó và có khoảng 20.000 công dân ở nước này, nhiều người trong số họ mang hai quốc tịch. Bộ Ngoại giao Pháp không trả lời yêu cầu bình luận. Trong một tuyên bố tại một cuộc meeting mới đây, Tổng thống Erdogan cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ có thể đưa quân vào Israel để ngăn Israel đối xử với người Palestine như hiện nay. Ông nói động thái có thể tương tự như đã đưa lực lượng vào các điểm nóng như Nagorno-Karabakh hay Libya. Ông không nêu rõ cách thức và thời điểm triển khai hành động trên. Ông Erdogan phát biểu: "Chúng ta phải hành động rất mạnh mẽ để Israel không thể làm những điều vô lý này với người dân Palestine. Không có lý do gì chúng ta không thể làm điều này. Chúng ta phải mạnh mẽ để có thể thực hiện những bước đi này." Phát biểu của Tổng thống Erdogan diễn ra trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Israel và Hezbollah ở Liban, làm tăng nguy cơ xung đột toàn khu vực. Ngay sau tuyên bố trên của ông Erdogan, Bộ Ngoại giao Israel tuyên bố, trước những lời đe dọa xâm lược Israel và lời lẽ nguy hiểm của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, Ngoại trưởng Israel Kass đã chỉ thị cho các nhà ngoại giao khẩn trương hợp tác với tất cả các thành viên NATO, kêu gọi lên án Thổ Nhĩ Kỳ và yêu cầu khai trừ nước này khỏi liên minh khu vực. Ngoại trưởng Israel, ông Israel Kass cũng cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã bước vào trục ma quỷ của Iran. Cách gọi của Tel Aviv về liên minh chống Israel do Tehran dẫn đầu, gồm các lực lượng Hezbollah ở Liban, Hamas ở giải Gaza và Houthi ở Yemen. Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập NATO năm 1952 giúp liên minh kiểm soát vị trí chiến lược tại điểm giao giữa châu Âu và châu Á, nối giữa biển đen với Trung Đông. Đây là nơi Mỹ đặt một căn cứ không quân lớn và cất giữ vũ khí hạt nhân. Nước này cũng giữ vai trò quan trọng ở chiến sự Ukraine khi vừa duy trì quan hệ ổn định với Nga, vừa viện trợ vũ khí cho Ukraine và là trung gian đàm phán giữa hai phía. Từng là đồng minh thân thiết trong khu vực, quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi trong hơn một thập niên qua. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những quốc gia chỉ trích Israel gay gắt nhất kể từ khi cuộc xung đột ở giải Gaza nổ ra vào tháng 10 năm 2023. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan xem Hamas là nhóm giải phóng, nhiều lần cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng đối với người Palestine ở giải Gaza. Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 5 dừng xuất nhập khẩu mọi mặt hàng tới Israel cho đến khi nước này đảm bảo hàng viện trợ nhân đạo vào giải Gaza đầy đủ và thông suốt. Đầu tháng 7, tại hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Erdogan kêu gọi liên minh chấm dứt mọi hợp tác với Israel vì nước này theo đuổi các chính sách liều lĩnh. Vừa qua, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho biết đã có cuộc thảo luận với những người đồng cấp Katz của Israel và Abdallah Bou Habib của Liban nhằm ngăn nguy cơ bùng phát cuộc xung đột mới tại Trung Đông. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Tajani cho rằng việc phá vỡ vòng xoáy bạo lực là hoàn toàn khả thi. Theo ông Tajani, nếu phong trào Hezbollah tôn trọng nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, vốn giúp chấm dứt xung đột israel Hezbollah tại miền nam Liban vào năm 2006, thì nguy cơ Israel tấn công có thể được ngăn chặn. Mặc dù cho rằng việc sơ tán khoảng 3.000 người Italia đang sống ở Liban sẽ chỉ cần thiết nếu khủng hoảng xấu đi, Song trong tình hình hiện nay, ông khuyến cáo công dân Italia nên rời khỏi Liban. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh cam kết của chính phủ Italia đối với hòa bình, ổn định khu vực, bao gồm sự đóng góp của Italia trong lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Liban, UNIFIL. Ông kêu gọi các bên đảm bảo việc bảo vệ UNIFIL, trong đó hiện có khoảng 1.000 binh sĩ Italia. Nhà ngoại giao hàng đầu của Italia tin rằng việc tiếp tục và mở rộng xung đột không phải là mong muốn của bên nào, tái khẳng định sự ủng hộ của Italia đối với bất kỳ sáng kiến hòa giải nào nhằm thúc đẩy đối thoại. Trong khi đó, chính phủ Đức kêu gọi tất cả các bên liên quan trong xung đột tại Trung Đông ngăn căng thẳng gia tăng sau vụ tấn công bằng tên lửa vào cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức, Ngoại trưởng Annalena Baerbock đã có cuộc thảo luận với một số nhân vật, trong đó có người đồng cấp Liban nhằm ngăn tình hình căng thẳng gia tăng người phát ngôn nêu rõ Đức rất quan ngại về tình hình thực địa, đồng thời khuyến cáo công dân Đức tại Liban rời khỏi nước này khi còn có thể. Ước tính khoảng 1.300 công dân Đức đang sinh sống tại Liban. Trong khi đó, Tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập AL Ahmed Gheit bày tỏ quan ngại về nguy cơ xung đột quân sự giữa Israel và phong trào Hezbollah lan rộng. Trong tuyên bố, Tổng thư ký Gheit cảnh báo xung đột hiện nay có thể đẩy toàn bộ Trung Đông vào các cuộc giao tranh. Ông khẳng định đoàn kết với Liban, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ hành động leo thang nào cũng có thể đe dọa tới an ninh và ổn định của toàn khu vực. Ông dự kiến sẽ có cuộc thảo luận với các đối tác quốc tế để hạ nhiệt tình hình, tránh nguy cơ đối đầu lan rộng. Trước đó, AL đã nhiều lần kêu gọi điều tra vụ tấn công vào cao nguyên Golan, cũng như cảnh báo hệ quả của việc Israel kéo dài xung đột tại Gaza, nguy cơ của việc mở rộng xung đột và kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức giao tranh xuyên biên giới giữa israel và lực lượng hezbollah ở miền nam liban đã gia tăng kể từ khi xung đột tại gaza nổ ra cho đến nay tình hình trong khu vực diễn biến khó lường sau khi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa vào cao nguyên golan do israel kiểm soát nội các an ninh của israel đã ủy quyền cho chính phủ đáp trả cuộc tấn công mà nước này cho rằng do lực lượng hezbollah thực hiện về phần mình hezbollah khẳng định không liên quan vụ tấn công thủ tướng israel Benjamin Netanyahu mới đây đã tới thăm Madan Shams, nơi xảy ra cuộc tấn công bằng tên lửa vào cao nguyên Golan. Trong tuyên bố do văn phòng thủ tướng Netanyahu đưa ra sau đó, nhà lãnh đạo Israel khẳng định nước này sẽ có đáp trả mạnh mẽ. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.